Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay hôm nay thứ sáu cũng là gần cuối tuần đẹp rời hàng về, thì có một món hàng thì phải nói là rất là độc đáo, đó là cái máy quay phim của hãng Loris, quay bằng tay. Và theo như tra cứu trên mạng thì đây là máy quay phim được sản xuất năm 1930, là một trong những cái máy phải nói là chiếu phim gia đình, phải là gần như không biết là có phải đầu tiên hay không, nhưng mà nó từ năm 1930 đến nay là xích soát gần 100 năm của Đức. Đi kèm theo nó là một chiếc, về hình thức chiếc máy thì rất là đẹp, dù đã gần 100 năm nhưng mà chiếc máy thì rất là đẹp, sơn chiếc thì vẫn có, tất nhiên có xước xác, nhưng mà chắc là không có gì đáng kể lắm về cái độ xước của nó. Thì kèm theo nó là một chiếc hộp đựng máy quay phim từ năm 1930, và kèm theo đó là 10 cuốn phim. Tất nhiên là phim thì của nội dung là của Đức thôi. Thì cái phim này là được trên là ấy, từ năm 1866 đó, hàng này thì cổ rồi, và cũng thật là em cũng bên kia bên Đức cũng tìm cũng vất vả. Nói thật là tìm cái món này cũng hơi vất vả, và có duyên thì kiếm được em này. Đây là dùng phim 16mm của hãng Osafan Color, là có từ năm 1866 các bác nhé, từ năm 1866 đây. Các bác xem là cả một gia đình đang ngồi để xem mấy cái phim, thì bây giờ em sẽ cắm điện em thử để xem chúng ta xem được những cái gì. Khi xem mấy cái phim này thì em sẽ cắm điện vào và em phải tắt điện. Chúng ta phải làm một cái phòng, phải nói là phòng rất là tối. Đây, mấy cái phim đây, và chúng ta có thể căn chỉnh độ led đó. Đây là cái hình làm yên của nó, rất là vẫn ống kính rất là led, nó căng luôn. Thì em để đây rồi chúng ta thử xem một đoạn em quay thì nó không đều. Vâng, đấy cậu bé. Vâng, tình hình là enter rồi, em lại bật điện lên. Các bác vừa trải nghiệm được một đoạn phim này nó làm đã rất là lâu, từ năm 1866 rồi. Vâng, hệ thống quay chạy rất là mượt mà. Đó, hết phim. Quay lắp hay là coi như là hết phim các bác nhá. Quay hết phim. Hết phim thì chúng ta có thể quay nữa hoặc là không quay nữa cũng được. Đảo sang cái bộ khác. Một bộ phim nó kéo dài thì thường là 9 phút, 10 phút, nó cũng tùy theo. Nó tùy theo cái nhà sản xuất. Cái này 10 phút rồi. 10 phút. Chắc là tối đa thì đây, tối đa cái này là 16 phút. Trong phim này chúng ta chỉ trải nghiệm, nó mang tính công nghệ, tính hoài cổ.
Và rất mời quý vị và các bạn giao lưu qua số điện thoại của em là 0388 350 888, em Hiếu 42T, hoặc là số điện thoại Zalo là 0386211200. Rất mong muốn được giao lưu với quý vị và các bạn một chiếc máy quay phim. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.